Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Topper. Anh em có biết tới dự án Next không ạ? Dự án Next là dự án được Moontoon đang thực hiện với mong muốn hình như có vẻ là sẽ mang lại những cái vị tướng thuộc thế hệ cũ, những cái vị tướng được cho ra mắt từ những ngày đầu của Mobile Legends quay trở lại với game, quay trở lại với meta hiện tại để mà có thể cạnh tranh với những cái chất tướng đang mạnh ở meta bây giờ như là Chell này, là Selena, là Link hay là Kimmy, những cái vị tướng ở cấp S hay là S+. Yeah. Theo những thông tin mà mỡ có dự đoán được á, thì dự án Next này sẽ bao gồm đó là việc bắt đầu chỉnh sửa 6 vị tướng đang có trong game. Đó là Layla Chan, Mia, Alucard, Tử Long, Utora và cuối cùng là cái vị tướng Saber. Cho đến thời điểm hiện tại là cái việc chỉnh sửa kỹ năng của 6 vị tướng này cũng đã kéo dài được gần 1 tháng rồi và trải qua khá nhiều bản cập nhật ở trong máy chủ thử nghiệm. Hãy cùng mỡ xem rằng là ở thời điểm hiện tại, bộ kỹ năng của 6 cái vị tướng này đã có gì khác biệt so với phiên bản gốc đang có ở trong máy chủ chính thức rồi ha. Chúng ta sẽ chỉ bàn tới những cái điểm nhém thôi anh em nhé. Kiểu ông trời tạo ra địa chấn, còn cái việc chỉnh sửa kỹ năng đến từ Moontoon nó là điểm nhấn anh em ạ. Và lưu ý rằng những cái thay đổi này nó sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới nữa cơ. Chúng ta sẽ cùng đi đến cái vị tướng đầu tiên nào. Let's go. Ok, cái vị tướng đầu tiên mà chúng ta đang nhìn ở trên màn hình đây đó chính là cái vị tướng xạ thủ Mia. Một trong những cái vị tướng xạ thủ mà chẳng ai thèm pick trong những cái trận đấu rank cao, mà nếu như có pick ý, thì cũng bị đồng đội chỉ cho sấp mặt lợn. Đó chính là xạ thủ Mia. Mia là một trong số những cái vị tướng đầu tiên được Moontoon thông báo là làm lại bộ kỹ năng ở trong cái dự án Next này. Thì chúng ta sẽ xem rằng cái bộ kỹ năng của cô nàng này có gì khác nha. Thì anh em đang nhìn thấy đúng không ạ? Mia có thêm một cái tích lũy cộng dồn, đó là 5 chỉ số cộng dồn đến từ dưới thanh mana của mình. Cái này đó đến là cái nội tại anh em nha. Khi mà Mia đủ được 5 cái cộng dồn đến từ cái nội tại này thì Mia sẽ triệu hồi ra một cái con phân thân bắn cùng với Mia ở mỗi cái phát bắn của mình. Tức là đủ 5 cộng dồn này, mỗi một cái phát bắn của Mia nó sẽ có một cái con phân thân nó xuất hiện nhẹ, một cái bóng ảo ảnh để bắn cùng gây sát thương. Và một cái thay đổi nữa đến từ cái vị tướng Mia này ở trong cái máy chủ thử nghiệm, đó là chiêu thứ hai của Mia nó sẽ trói chân kẻ địch ngay lập tức. Trói chân kẻ địch ngay lập tức anh em nha. Đó là hai cái thay đổi có thể nói là tạo nên điểm nhấn của cái vị tướng Mia mới được làm lại này. Anh em thấy không ạ? Khi mà đủ 5 stack cộng dồn ý là sẽ có những cái bóng rất nhẹ đứng cạnh Mia và gây sát thương lên cái mục tiêu mà cô ta đang bắn. Dĩ nhiên khi mà Mia bắn ra 3 mục tiêu đến từ cái chiêu thứ nhất ý, khi mà được kích hoạt ý, thì cũng sẽ có những cái bóng đó bắn ra 3 mục tiêu luôn. Ở trong cái tình huống này, như anh em có thể thấy, Mia tầm cuối game hoàn toàn có thể gọi là cần solo lại với một cái chất tướng đầu sĩ khác, rất là ok là. Thì cá nhân mỡ đánh giá cái vị tướng Mia này hiện tại đang là một trong những cái vị tướng được pick rất nhiều ở trong những cái chế độ test server. Về cuối game thì sức mạnh của con Mia nó khỏi nói rồi, nhưng mà ở giai đoạn đầu game nghe chừng là nó vẫn có vẻ là hơi yếu và Mia vẫn khá là phụ thuộc vào cái chiêu cuối của mình, và thực sự cô nàng này vẫn không hề cơ động một chút xíu nào cả. Không biết rằng sau khi xem đến những cái highlight này thì anh em đánh giá như thế nào về cái vị tướng Mia. Về cuối game có lẽ rằng là chúng ta không phải bàn, nhưng mà ở giai đoạn đầu game thì có lẽ rằng chúng ta sẽ phải cân nhắc để cái ngưỡng sức mạnh của cái chất tướng xạ thủ này anh em ạ. Cái vị tướng tiếp theo chúng ta có ở trong cái dự án Next lần này đó chính là Alucard. Alucard ở đây thì thay đổi cái gì anh em? Alucard ở trong máy chủ thử nghiệm khác máy chủ chính thức, đó là đến từ những cái điều như sau này. Thứ nhất là ngoại hình của cái vị tướng Alu này có chút khác biệt so với máy chủ chính thức. Ngoại hình trông có vẻ là bóng bẻ và mượt mà hơn. Cái kiếm mà Alu đang cầm nghe chừng là nó hơi cong và nó ngắn đi một chút xíu anh em ạ. Còn về cơ bản thì những cái thao tác đánh bình thường của Alu không thay đổi. Nhưng Alu có thay đổi đến từ cách tung chiêu, đến từ chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai cũng như là chiêu cuối. Tông màu kỹ năng của Alu đổi sang màu xanh cho cùng với cái trang phục của cái vị tướng này, và kèm theo đó là cú lộn đến từ cái chiêu thứ nhất của Alu cũng đã có thay đổi anh em nha. Nó sẽ lộn một vòng này và sau đó nó sẽ bổ cái kiếm từ trên xuống, nhìn trông nó hợp với bối cảnh hơn rất nhiều. Và cái thay đổi quan trọng nhất ở cái vị tướng Alu này như anh em vừa thấy đúng không ạ? Đó là đến từ cái chiêu cuối của Alucard có tên gọi là cái sóng phân rã. Khi mà Alucard ở trong máy chủ thử nghiệm kích hoạt cái chiêu cuối thì cái vị tướng Alu của chúng ta không cần mục tiêu để mà chúng ta có thể kích hoạt được cái chiêu cuối này. Chúng ta chỉ cần bật chiêu cuối và sau đó lao vào giao tranh rất dễ dàng, chứ không cần phải như ở máy chủ chính thức ý. Thì Alucard cũ của chúng ta, Alucard máy chủ chính thức ạ, là vẫn phải cần đến mục tiêu để mà chiêu cuối này có thể được kích hoạt, và chiêu cuối này nó sẽ phải khựng lại một cái. Còn Alu bây giờ thì không, vị tướng này sẽ bật chiêu cuối lại trước khi vào giao tranh và sau đó chỉ cần vào quan tâm đến việc thi triển kỹ năng thứ nhất cũng như kỹ năng thứ hai của mình thật chuẩn xác mà thôi. Còn chiêu cuối chúng ta bật từ trước khi vào giao tranh. Đây có thể nói là một cái thay đổi tạo ra điểm nhấn của cái vị tướng Alu và là một trong những cái thay đổi mà mỡ thích nhất, bởi vì rằng là Alu bây giờ không cần phải có mục tiêu để chọn để mà dùng chiêu cuối nữa. Vị tướng này chỉ cần gồng chiêu cuối từ trước giao tranh, sau đó bay vào và thế là có mạng hạ gục anh em ạ.
Còn thì về cơ bản chúng ta có thể thấy được rằng ở trong máy chủ thử nghiệm này, Alu cũng được búp thêm những cái chỉ số và khả năng hút máu của cái vị tướng này ở trong máy chủ thử nghiệm nó cũng gọi là kha khá so với máy chủ chính thức đấy anh em ạ. Cái vị tướng thứ ba, cái vị tướng tiếp theo, có lẽ rằng anh em đã xem cái video clip của Mỡ ngày hôm qua làm về cái vị tướng Saber này rồi đúng không ạ? Mỡ đã phải làm riêng cho anh em một cái vị tướng Saber bởi vì rằng là ở thời điểm hiện tại, cũng theo như cái dự án Next, cái lượng sát thương của cái vị tướng Saber này giai đoạn đầu game nó được búp lên quá nhiều và nó không chỉ búp một chiêu, nó búp cả ba chiêu, bên cạnh đó là nó còn tăng cả lượng máu cơ bản của cái vị tướng Saber này lên cơ. Biến cái con Saber này có thể nói là dồn được rất nhiều cái lượng sát thương ngay từ giai đoạn đầu tiên, và nếu như mà cái vị tướng này có bùa đỏ thì có thể nói là những cái cú chém của cái vị tướng Saber này nó được hóa rất nhiều, và những cái đòn đánh thường của vị tướng Saber này nó tương tác cực kỳ là ổn với ba bộ kỹ năng của cái vị tướng Saber này nha. Ở đây có đó là ôn đợt, một cái pha tam liên chạm hạ gục đi được một cái vị tướng đấu sĩ đầy máu. Anh em biết là ba chiêu thức của cái vị tướng Saber này nó khác gì so với ba chiêu thức ở máy chủ chính thức không ạ? Thứ nhất nha, chiêu 1 lưỡi kiếm bay giờ đây sẽ gọi ra 5 phi tiêu thay vì 4 như ở máy chủ chính thức. Quan trọng nhất ở đây đó là đòn đánh thường sẽ kích hoạt những phi tiêu này gây thêm sát thương lên kẻ địch anh em ạ. Thì những cái đòn đánh thường khi mà chúng ta đang kích hoạt cái chiêu 1 ý, thì cái phi tiêu đó nó sẽ bay và nó sẽ gây thêm sát thương. Đó anh em thấy không ạ? Chua! Sát thương rồi và rất là đau. Và chúng ta được cường hóa tối đa là 5 đòn đánh nha, tại vì tương ứng với đó là 5 cái phi tiêu mà anh em. Chiêu thứ hai của Saber ở đây nó vẫn là chiêu lướt đi thôi anh em ạ, nhưng mà cái chiêu này nó sẽ cường hóa sát thương ở đòn đánh kế tiếp. Nếu đánh thường khi mà đang có chiêu 1 ý, thì sẽ giảm 1 giây thời gian hồi chiêu cho mỗi phi tiêu ở chiêu 1. Đó, giảm 1 giây thời gian hồi chiêu cái kỹ năng lướt anh em. Ví dụ anh em đang bật chiêu 1 đúng không, là 5 phi tiêu đúng không, anh em cứ đánh thường, anh em thấy không ạ, là chiêu thứ hai nó được giảm 5, 4, 3, 2, 1, giảm tổng cộng 5 giây thời gian hồi chiêu. Rất là thú vị đúng không anh em. Và chiêu cuối của cái vị tướng Saber về cơ bản nó vẫn là tam liên trả mà thôi, nhưng ở cái phát chém cuối cùng của cái vị tướng Saber này nó sẽ được gấp đôi đam. Tức là chúng ta có thể hiểu rằng là Saber cái chiêu cuối đúng ra nó phải gọi là tứ liên trảm đúng hơn anh em ạ. Búp như vậy là đã đủ bá đạo chưa? Rất là bá đạo đúng không anh em? Ok, chúng ta sẽ có cái vị tướng thứ tư ở đây, đó chính là cái vị tướng Pháp Sư Utora. Cái vị tướng vừa mới được cho ra mắt cái trang phục mùa giải thứ 16 của mình, đó là một cái vị tướng Pháp Sư. Đây, Utora là một cái chất tướng Pháp Sư đời đầu, và bộ kỹ năng của cái vị tướng này có thể nói là được chỉnh sửa không quá nhiều sự khác biệt so với máy chủ chính thức. Chiêu thứ nhất vẫn là giật sét lan, chiêu thứ hai vẫn là làm choáng, chiêu thứ ba vẫn là sốc đam cực nặng lên một mục tiêu, nhưng nó có những cái sự thay đổi rất nhỏ nhặt đến từ cái nội tại siêu dẫn của cái vị tướng này. Cụ thể sẽ là như sau. Rồi, cái nội tại siêu dẫn tức là cái nội tại mà khi mà chúng ta gây sát thương bằng bất kỳ kỹ năng nào của cái vị tướng Utora là cái nội tại siêu dẫn này nó cũng sẽ được kích hoạt. Giờ đây, cái nội tại siêu dẫn nó sẽ được đánh dấu lên những cái mục tiêu rất rõ ràng bằng cái hiển thị hình tia sét. Anh em có thể thấy không ạ? Đây đây, để mở thi triển lên cái vị tướng này nha. Đó, anh em thấy không ạ? Một cái tia sét đường hiển thị rất là rõ ràng ngay bên cạnh cái vị tướng này, để mà cho chúng ta thấy được rằng nếu như mà chúng ta dùng những cái kỹ năng khác ý, thì nó sẽ có những cái hiệu ứng siêu dẫn tương ứng. Đây nha, để mở sẽ chia sẻ cho anh em. Về cơ bản thì chiêu nhất khi mà có hiệu ứng siêu dẫn nó sẽ giật đau hơn thôi, mà chiêu thứ hai nó mới là hay ho này. Chiêu thứ hai của cái vị tướng Utora khi mà có hiệu ứng siêu dẫn á, nó sẽ làm choáng lan, anh em hiểu không ạ? Tức là thay vì làm choáng đơn mục tiêu, nó sẽ làm choáng lan ra nhiều mục tiêu xung quanh. Đó, cái quang quả cầu làm choáng ạ. Khi mà có hiệu ứng siêu dẫn nó sẽ làm choáng ra nhiều mục tiêu xung quanh. Và chiêu cuối của cái vị tướng Utora nó được làm lại đến từ cái hiệu ứng giật. Khi mà cái vị tướng Utora này giật sét này, nó sẽ tối màn hình xuống, nó rất là đẹp. Nó sẽ tăng thêm sát thương, và cái lượng sát thương được gây ra đến từ cái chiêu cuối này nó là sát thương lan anh em nha. Nó là sát thương lan ra xung quanh khi mà có hiệu ứng siêu dẫn, tức là khi mà có nội tại á. Thì về cơ bản, đó, chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái hiệu ứng siêu dẫn của cái vị tướng Utora này thôi. Còn về cơ bản, bộ kỹ năng của Utora là không quá thay đổi nhiều so với máy chủ chính thức anh em ạ. Rồi, bây giờ là cái vị tướng thứ 5, cái vị tướng gần áp cho rồi, đó chính là Tử Long. Tử Long ở trong máy chủ thử nghiệm là một trong những cái vị tướng được thay đổi bộ kỹ năng cũng khá là nhiều luôn anh em ơi. Khi mà cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Tử Long này về cơ bản cơ chế nó không thay đổi, nhưng mà nó thay đổi ở cách thức sử dụng. Nhưng mà sau một cái quãng thời gian thay đổi về bộ kỹ năng của cái vị tướng Tử Long thì quanh đi quẩn lại chúng ta cũng có được cho mình, đó là chiêu thứ nhất của Tử Long khi mà được thay đổi nó vẫn là móc ngực đối phương về phía sau. Chiêu thứ hai vẫn là chọn một mục tiêu chỉ định để lao đến, và chiêu cuối vẫn là Hero Never Fade và bật chiêu cuối lên để gia tăng tốc độ di chuyển cũng như tốc độ chạy. Một cái điểm
điểm chúng ta có thể thấy rõ ràng sự khác biệt của Tử Long trong máy chủ thử nghiệm so với Tử Long trong máy chủ chính thức ở đây. Đó chính là cái nội tại của Tử Long bây giờ kích hoạt cực kỳ là dễ dàng anh em ạ. Chỉ cần chúng ta đánh 3 phát mà thôi thì đòn đánh thứ 4 nó sẽ được cường hóa, chọc liên tục vào một mục tiêu, kèm theo đó là hồi máu nhẹ cho Tử Long anh em ạ. Đó chính là cái nội tại mới của cái vị tướng Tử Long này. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rằng là cái cách di chuyển cũng như là cái cách cầm thương và những cái pha chọc của Tử Long nghe chừng là nó mượt mà và nó lực hơn rất là nhiều. Nó sẽ có những cái hiệu ứng ánh sáng anh em thấy không ạ? Nó rất là mượt và ok là cái thương của Tử Long cầm thực sự là rất to luôn anh em ạ. Cầm thực sự là rất to và dài luôn. Và có một cái rất là thú vị nữa, đó là có một cái liên quan đến cái nội tại của cái vị tướng Tử Long này, cho phép vị tướng Tử Long có thể hồi lại cái kỹ năng thứ hai ngay lập tức khi mà cái vị tướng này có thể tham gia hạ gục được cái địch. Như anh em có thể thấy rất là hay ho đúng không ạ? Rồi, đó chính là những cái thay đổi ở cái vị tướng Tử Long ở trong máy chủ thử nghiệm anh em ạ. Và cái vị tướng cuối cùng ở trong cái video clip này, trong cái dự án Next này mỡ muốn mang đến cho anh em, đó chính là Layla Chan, đó chính là Layla Tanker aka Layla xạ thủ, một trong những cái vị tướng xạ thủ đời đầu của Mobile Legends đang sở hữu. Cái vị tướng Layla Chan có thể nhìn thấy đầu tiên, điểm ấn tượng đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm đến cái vị tướng này, đó là Layla Chan đã thay đổi ngoại hình với hình dáng trông có vẻ như là một cái cô gái trong truyện tranh, nhìn trông rất là anime anh em ạ, với hai cái mái tóc búi dài rất là dài, dài đến chân luôn. Vũ khí của Layla cũng được thay đổi và trang phục của Layla cũng được chỉnh sửa đi một chút xíu. Về cơ bản, cái vị tướng Layla này nó được chỉnh sửa đến từ 3 cái kỹ năng của cô nàng này ha. Quan tâm nhất một điều ở đây, đó là anh em thấy cái gì trên màn hình không ạ? Đó chính là cái chiêu cuối của cô nàng Layla Chan này. Khi mà chúng ta học cái chiêu cuối này thì cái tầm nhìn của chúng ta nó được mở rộng ra. Nó giống như là kiểu Layla hack map anh em ạ. Đây đây, để mỡ sẽ lên cái level 12 này. Rồi anh em nhìn kỹ màn hình nha. Anh em thấy không ạ? Màn hình nó được đẩy ra rất là nhẹ luôn. Đó chính là cái điểm nhấn mà ông trời ban cho cái vị tướng Layla Chan này. Bên cạnh đó, Layla còn có chiêu thứ nhất bắn về hướng chỉ định, trúng mục tiêu ấy thì gây đam. Kèm theo đó là đồng thời Layla sẽ được tăng tốc nhẹ và gia tăng tầm bắn cho bản thân. Gia tăng tầm bắn anh em nha. Đây này, bắn chiêu 1 anh em nhìn này. Bắn chiêu 1 nha. Anh em thấy tầm bắn nó rất là xa không? Tầm bắn nó cực kỳ là xa luôn. Về cơ bản, chiêu cuối là để tăng tầm nhìn, còn chiêu thứ nhất là để tăng tầm bắn. Và chiêu thứ hai nó chỉ đơn giản là bắn ra một cái khối cầu năng lượng, nổ đam 2 lần và thêm một chút xíu đam cho cái kỹ năng thứ hai thôi anh em ạ. Ở trên đây là như mọi người có chia sẻ với anh em, đó là toàn bộ những cái thay đổi đến từ 6 cái vị tướng đang có trong máy chủ thử nghiệm ở cái dự án Project Next. Không biết rằng anh em hứng thú với cái sự thay đổi nào, nên nhớ rằng đây vẫn chưa phải là 6 cái vị tướng cuối cùng theo như mọi người nghĩ là vậy anh em ạ, bởi vì vẫn còn những cái vị tướng nữa đang được Moontoon manh nha giới thiệu trong dự án này. Bởi vì là Tywill đâu phải bỗng dưng bị thay đổi kỹ năng đâu anh em. Tywill cũng là một trong những cái tướng đời đầu ạ. Trên đây là toàn bộ cái video clip mỡ muốn chia sẻ với anh em. Nếu anh em thấy cái video clip này hay và thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like và một đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.